Rồi, chào các bạn nè. Đây là 10 giờ tối nè. Mình đang đi theo mấy người là kiếm nấm. Kiếm nấm rồi. Đến nó đâu rồi? Bên ăn quen này tin mắt nhà nhìn biết nó ở đâu. À. Quen nó mà nó dễ lắm, nó trắng trắng mà mình thấy thôi à. À. Vâng. Còn cái quen thì cũng mình cũng là thằng mù. Má này gà mù gà rán. Như cái nứt đất lên đâu biết đâu. À. Hiện đại vậy mà. Đây có phải cái nụ bé của nấm hay cái gì để ăn? Đây có phải nấm rừng à? Cái này khác à? Ừ, vâng. Cái này nấm rừng à. À, như vậy khác nữa. Nấm vậy mình đang kiếm gọi là nấm mối à hay nấm rừng? À, nấm mối. Vâng. Không ăn được à. Ủa, em cũng sợ, thế bảo người ta đi hái nấm mà không khéo là ăn phải nấm độc cái anh giặc. Đúng rồi. Sợ lắm. Nấm mối nó dễ biết lắm à. Đây ông nấm mà nấm rừng luôn à anh giặc. Nấm gì có tí này, nấm gì đây ta? Đây này, phải nó ăn hay cái gì à? Nấm rừng. Nấm rừng luôn. Gặp được một ổ vậy đó. Ổ nó quay phim này được. Vâng. Nhưng cái tiền dốc lắm. À. Không nhiều, dùng mấy hecta thôi mà. Vâng. Tao mà ký đâu à, nhưng cái nó nhìn lên. À vâng, đúng rồi. À. Cũng nhiều một ổ mà nhiều vậy á anh. Được hai ổ. À, đây đây. À. Nấm này là đẹp nhất, ngon nhất à. Nấm này nó đưa từ nó vào tới đây nó mua tới 600.000, 700.000 à. Đây đấy à. Còn mấy cái nấm nọ này thì rẻ này à. Nấm nọ này rẻ. Nấm này nó xè. Vâng, anh này một đêm là nấm cúc nó mọc được về, một đêm nó mọc đây không ạ? Tức là mới mọc ngày hôm nay là được như vậy luôn không ạ? Không, cái này là nó mới nhú hồi từ hồi chiều giờ. À, hồi rồi nhanh vậy đấy. Nhanh lắm, nó lúc mà đã lên nhú vào khỏi một tí mà đất này nó nứt đất rồi, nó lên nhanh lắm. À vậy đấy à, nhanh nhanh. Ủa, anh bắt được bằng này rồi đấy, vậy cũng mấy ngày lạc qua à? Mới được nhiều ngày qua vâng. Được gần một bọc này đầy này, qua được gần 4 kg rồi vậy một đấy. Bọc to này. À vâng, đêm nghe qua. Mấy cô kia cố bảo hôm qua nhiều hơn à, hôm qua nó lên nhiều lắm ngày vâng. Đêm qua đây mới lại ngày hôm qua lấy nhiều à, cái nãy giờ chưa có. Hai anh em thường cứ ngày nào mưa xuống cái nó có hơn hả? Ờ. Lúc này là ngày nào mưa là à nó có nhanh hơn. Có. Ui giời, hôm qua hôm kia mà nó kiếm cá ngày cả ngày nó lên nó kiếm nhiều hơn đêm. Phải kiếm đêm không đâu. Phải kiếm đêm không đâu, ngày luôn. À. Em lâu lâu đi cũng thấy nhưng mà mình chẳng biết loại nào với loại nào, không dám lấy. À là nấm không độc đấy. À. Là không có nấm nào mà cái đầu nhọn hết. À. Nó có dù lên nữa, nó có cái cấp nhọn trên đầu á. À. Là nấm mối. À, nó nhọn nhọn, nó cứng cứng, nó đau đau tay ấy, là nấm mối đấy, đúng không phải nấm độc. À. Mình nay đi quay phim, đáng kiếm được. Đang kiếm được ổ nha. Nấm rơm, nấm mối nha.
bắt từ gọi anh coi phim cái nhá. Mấy cái nấm gì này. À đấy nhiều chưa? Công nhận thấy là thấy một bụi chứ hỏi anh chẳng. Dạ. Cũng có mấy cái. Và có mấy cái búp này cũng ngon lắm này. Vâng. Như vậy là đấy. Vâng. Đấy. Nó búp vào đấy dày dày. À đây nữa ăn. Đây các bạn ngó này. Người ta đi bắt các bạn thấy này, người ta đi kiếm nấm đấy các bạn, đêm đấy, lớp ở trong rừng cao su này. Giờ lại đang đi kiếm chỗ khác. Chỗ kia nãy kiếm mãi không thấy, chắc người ta nhặt hết rồi. Đó, đâu có. Rồi. Giờ mình lại tiếp tục mình đi qua cái lô khác. Lô kia kiếm mãi không thấy các bạn ơi. Có 3-4 người thấy được nhưng mà hôm nay là ít. Nên chuyện có lô này có thấy nhiều hay không. Lô này thấy ta bảo là lô nghĩa trang. Như ngoài ngoài có mấy cái có mớ mộ. Mình đang đi có mình dẹp dinh đất hết rồi các bạn. Rồi anh lên thấy được bụi đây rồi. Cái này nó nở từ chiều chắc. Nó không còn nóng búp nữa nhỉ. Dạ. Đấy. Bạn thấy nhá. Bạn này trẻ mà giỏi quá. Thấy rồi. Đã quá. Các bạn nào. Đúng rồi. Thân nó tươi dày hơn. Cái này cái thân nó dày hơn. Cắn nó cũng dày hơn. Đúng rồi. Để cần nấm dại. Đấy. Đấy rồi. Cò đi mua nấm luôn này và thấy dậy luôn này. Quay phim. Cò nhỏ bây giờ đang đi vào rừng này. Cái ký luôn. Mình phát hiện ra được rồi này. Cái này tàn này. Đấy, hôm nay mình kiếm được rồi nhá. Hôm nay mình kiếm được cái này rồi nhá. Đấy, tàn đấy. Đây, anh lấy cỏ đây. Úi trời, đây á. Đã vậy. Úi trời, đẹp chưa? Úi trời. Quá đẹp. Úi trời, đẹp chưa? Nãy mình vừa tính tay mình kiếm được bụi mà nó tàn hết rồi. Đấy, đẹp chưa? Cái này cháu phải đào ở dưới nó để kiếm cái nua, cái nằm nữa cháu. Đấy rồi, đẹp chưa? Để ý biết thấy bên này nhiều đấy. Cái này có chừng 2-3 lạng vậy. 2-3 lạng đấy. Cái búp 2-3 lạng. Cái kia nó còn không. Cái chân ở dưới nữa chẳng. Còn dài lắm. Đã chưa? Rồi. Rồi giờ chờ có người đến đánh nó lên. Để dưới nó còn thấy cái nó mà lại thấy đống này nè. Vậy đó. Chỗ em kia em cũng thấy, em thấy xong em cũng thấy tí. Đây mày nhăn. Đẹp chưa? Đó vậy qua đây cũng nhận lô này ngon đấy. Đấy cái để nó sâu chưa? Sâu chưa? Nó nhẹ. Sáng cây nó chưa có ra đi. Tí có bán không? Để ăn. Đây em này em đi mua nấm này. Em này giỏi đấy, tí chứ xin số điện thoại nha. Thế mà mùa nào có nấm. Như đây quán gì trời. Đó trên xe nha kìa. Trên xe. Bán đi. Mua được mua đây chứ mà.
Ừ, mua tao lấy đi. À, đây. Đạt chưa? Con này nó vừa thôi, nhưng vừa, mà cái này ngon đấy. Hơi ngon. Ừ, cái này ngon đấy, vừa. Tuyệt vời đấy. À, to quá không ngon. To quá ngon, nhỏ quá thì ăn là nó hao. Trong hết. Đây, võ công. Mấy anh em lội cả mấy cây số đi bộ. Đặt kín hết dép. Đi bộ luôn á anh. Ừ. Đi bộ bên kia qua bên này. Đẹp. Nóng này là ngon nhất. Ngon ăn dặm, đẹp nhá. Vừa khéo. Vừa khéo. Đó, nhổ nó là phải bẫy đất lên, có chân ở dưới. Con bức phí. Dù. Vừa đẹp quá. Cái này vừa đẹp. Đẹp quá rồi, một bụi bụi luôn đã chưa. Đây em này cũng vừa thu hoạch. Đó, cái đó nấm nở đó. À nấm nở. Vừa chú phát hiện có mồi cắn được, có mồi gốc này chồng. Này chú chỉ cháu được có mồi cắn thôi à. Ừ. Nghe bị tàn hết rồi. Tàn hết rồi à? Ừ, nhưng lấy được à chồng? Dạ. Lấy được có tí. À vậy đó. À. Đấy. À, cũng đỡ buồn. Đi ngoài kiếm được cũng có tinh thần. Được đi. Okay. Cái răng nắm một côi. Mà thấy nó mà rè thấy cái ổ này ổ mới cũng sướng ngọc ha. À đấy. Nhờ nó. Đây em này là em người mua về đấy. Em đêm em cũng đi kiếm người ta thu nắm để mua luôn. Ừ. Ủa nghe mà đi chung nhân hả? Em đi chung bên kia hay cái này hay sao? Anh này không có đâu. Em mới gặp ảnh ngoài. Có thằng em xe nó này. Có thằng em xe nó dính đầy đất, nó không chạy nổi nữa rồi. Cái xe nó xe tấp. Xe nó bậy hết chạy nổi đó. Nó cứng ngắc. Vậy trên kia đó. Còn không? Ít rồi. Thì xuống coi coi còn nắm hay gì không? Như là mấy giờ ít lắm. Như là mấy giờ. Nắm số này nhiều. Ờ, ở đây mua được nhiều trời. Coi bây giờ là mấy giờ đây chẳng sao đây. À 11:30. 11:30 đây chẳng ạ. 11:30 đây. Tính ra đi cũng được 2 tiếng. 2 tiếng thì thấy. Bốc 500, 450. À, 3 lạng yếu. Bỏ mấy tao nó lên nuôi cho bằng giá. À, 3 lạng. 3 lạng yếu này. À, chó này lên nữa là hơn này. Vậy là giá mua về, mua xỉ về để bán lại là bao nhiêu ký này? 60 mà trả thành 70 luôn đó. À, vậy là bao nhiêu ký này ạ? Anh có dạ. Cái này là bao nhiêu ký, nếu mà được là bao nhiêu ký ta? 3 lạng, vậy có 200 mấy hả ạ? Dạ. Cái này là 200 mấy ký thôi hả ạ? Búp thì nó mắc hơn. Nếu búp thì 500. À, 500. Em này lắm mua về em lại đi bỏ mối lại. 3 lạng. Còn mấy người kia có nữa em mua chưa? Có. Hay là nó mang về ăn. Đây ăn đây co đầu là đi mua. Đi đây là tiếp tục nha. Còn đâu nữa không? Thấy không? Thấy đang vội chạy đi coi ăn ra đào được nấm, cái mình cũng phát hiện ra được một bụi nhưng mà nó tàn hết rồi, cắn nó tàn rồi, cho nên là họ không thu hoạch nữa. Để đến tới chắc bị tàn rồi. Còn em thấy cái bụi bữa nãy bán được có 60-70 các bạn ạ, được 3 lạng. Để mua cái này, họ mua là họ mua buôn về họ bán lại ăn lời, thì tính ra là 3 lạng mà 70 đấy, thì 1 ký là được 240 chẳng hạn. Có thể bán 26, 28 gì hay 300 gì đó. Vậy là mình biết, hôm nay nhờ đi trải nghiệm này mà mình biết là cái loại nấm đấy nó như thế nào rồi. Sau này lỡ mình có gặp ở ngoài, đi làm mình gặp thì mình có thể hái được. Chứ nghe báo đài nói là nhiều khi gặp nấm độc cái phạm. Có ăn và trứng độc thôi. Năm nay cần phải phân biệt rất là cẩn thận. Giờ mà tự mình phát hiện được bụi nó thì hôm nay là quá may các bạn nhỉ. Mình thử đi tí nữa coi cố gắng coi kiếm được bụi nào nữa không nhỉ.
giờ là 11 giờ 25 buổi đêm. Nãy mình chạy nhiều nên hơi mệt, dép dính nặng quá rồi. Thấy một cái này cái phiền nó các bạn nhá, chưa thấy coi đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đấy các bạn này, đấy nãy giờ mới kiếm được nó này các bạn này, mới tí con hơi cô đơn chắc nó đấy, tí mình hỏi người ta rồi nhưng mà chắc mình nghĩ là nó này các bạn. Mình đi cả tiếng hồ cho mình thấy được nó này. Mình như thế này chắc là nó bị dày dày thân, phải nóng dại. Tí mình hỏi mấy anh đi coi làm sao. Mà mấy anh đấy giờ cũng đi đâu hết à? Nó he hết rồi các bạn. Không thấy bóng đèn nào các bạn thấy không? Đâu hết rồi, tối om luôn. Rồi, mình đi kiếm tiếp rồi. Kiện là gì các bạn? Bậy nó lên có phải nó? À, đúng nó rồi, thân nó to về chắc là nó rồi các bạn này. Đấy, vậy là mình kiếm được hai nhánh này, rất là bia ở dưới thôi. Cất đi tí đưa cho, vậy là mình được cái nhắn này, tí cất đi tí đưa cho họ xem có phải không các bạn nha. Đó, mình đi cả tiếng đến giờ mình mới kiếm được cả tí về các bạn này, mà mấy người kia họ cũng đâu hết rồi, thấy vắng không thấy đâu nữa rồi. Mới đầu mình đi trong này mình cũng sợ, mà giờ quen rồi các bạn. Rồi được nó rồi, được hai nhắn này các bạn này, cái búp bé bé. Rồi, mình đi tiếp ở chỗ này tôi có nhiều. Này vậy là tính là mình đi, bản thân mình là phát hiện được hai cây, một bụi mà một bụi có mỗi cây nó cũng tàn rồi, còn giờ mình lại phát hiện được một cây với lại một cái búp. Cái búp thì ăn ngon hơn và mắc hơn các bạn nha. Nghe đâu là ký nấm kia 200 mấy, ký búp đâu 500-600 các bạn. Biết là mấy người đi đâu rồi. À, mình đi kiếm tiếp nha. Các bạn ơi, giờ gần 2 giờ sáng rồi các bạn. Nãy mình đi theo người ta, mình quay phóng sự về người ta đi hái nấm rừng, nhưng mà mình cũng phụ với người ta đi tìm đấy các bạn. Đi tìm phụ ấy. Cuối cùng mình cũng thấy được 3 nhánh. À, một bụi tàn này, một cây cô đơn có của mình này, với lại một cái búp này. Mình cũng tìm được 3 nhánh, mình cũng đưa cho người ta luôn rồi. Nhưng mà sau đó cái mình đi theo riết, mình cũng ngại mình chia ra đi tìm phụ thì mình lạc người ta được không? Giờ tối không à? Giờ cũng 2 giờ sáng rồi. Chắc là tới đây mình cũng ngừng cái phóng sự này các bạn nhá. Các bạn nhìn mình này, dép này. Đục vừa bạn hết rồi các bạn này. Nhưng mà cũng vui. Mình cứ sợ là vào đây muỗi bỏ lắm, mình mang
nước uống này kia, nhưng mà cuối cùng chưa bao giờ vào lô rừng cao su đêm như vậy, nhưng mà cuối cùng thấy cũng bình thường, cũng tự tin thêm được bao tự tin thêm được bao nhiêu. Thôi mình ngưng cái phong sự ở đây các bạn nha. Thôi vì sự nghiệp làm YouTube mình cũng mới làm cân được mấy tháng nay. Mong các bạn ủng hộ mình nhé, like, đăng ký cho mình để có động lực để mình sẽ cố gắng mình làm nhiều clip tiếp theo về người là Việt Nam. Kênh mình là kênh tên là Người Việt Nam, cho nên là mình sẽ quay tổng hợp từ cảnh đẹp rồi đồi núi đồng quê rồi về nấu ăn, rồi mình cũng phóng sự về những người lao động. Kênh của mình thì thực sự là cũng chưa nhiều người đăng ký lắm, cho nên tiếng nói của mình cũng chưa được mặn. Đi đâu quay thì mình cũng còn đang e dè, mình ngại rồi mình phải xin phép người ta nhiều, nên mong các bạn ủng hộ nhá. Mình kết thúc ở đây nhá, mình cho các bạn xem trời tối om này. Thấy tối om các bạn này, không thấy gì nữa rồi. Thôi mình chào các bạn nha.